nhà tôi ba đời bán thuốc viêm khớp trị 100% hiệu quả, 100% đảm bảo, 100%. Nói như vậy cô chú anh chị mua không? Mua liền. Và ngày hôm nay thì Trường sẽ chia sẻ về cái sai lầm trong điều trị thoái hóa khớp mà trong quá trình thăm khám thì mình đã thấy nhiều cô chú anh chị đã có những cái sai lầm này. Sai lầm thứ nhất đó là để cho cái tình trạng thoái hóa khớp nó tăng nặng rồi mới điều trị. À, có thể là giai đoạn đầu mọi người phát hiện cái triệu chứng là cái khớp nó hơi lục cục, hoặc là có đau nhẹ nhàng khi mà mọi người hoạt động nặng, nhưng mà về nhà nó hết đau thì mọi người cứ như vậy, mọi người tưởng đau là không có gì quá quan trọng và thoái khớp để cho nó nặng xíu đã điều trị. Không mọi người nha, khi có một cái dấu hiệu nhỏ của thoái khớp thì mọi người nên điều trị ngay và mọi người phải tác động từ sớm. Thì có thể là cái giai đoạn đầu mọi người thoái khớp nó chưa có viêm nhiều, nó chưa có tổn thương nhiều, thì mọi người chỉ cần là sử dụng những phương pháp ví dụ như là vật lý trị liệu, ví dụ như là vận động trị liệu, ví dụ như là đi bộ, bơi, tập thể dục, tập xe đạp, thì đó là những cái phương pháp, hoặc là thay đổi chế độ ăn uống, hoặc là thêm nữa có thể là tiêm PRP, tiêm HA vào trong cái ổ khớp để cho cái ổ khớp nó trơn tru hơn. Cái sai lầm thứ hai khi mọi người điều trị thoái hóa khớp đó là cái thuốc giảm đau, mọi người cứ nghĩ là nó là cái thuốc duy nhất. Mọi người cứ thấy là thoái hóa khớp là phải thuốc giảm đau, cứ đau khớp viêm khớp là phải thuốc giảm đau giảm viêm. Không phải đâu, có nhiều cái phương pháp khác nhau mà đâu phải là cứ phải đau là dùng thuốc giảm đau. Và đúng là cái giai đoạn mà chúng ta đau quá, đau nhiều quá thì chúng ta sử dụng thêm thuốc giảm đau vào để cho cơ thể của chúng ta nó nhẹ nhàng trở lại, cuộc sống của chúng ta nó êm ái trở lại. Nhưng mà không phải cứ bị thoái hóa khớp là uống giảm đau, không phải như vậy đâu. Trường hợp nào là uống được giảm đau? Trường hợp đau nhiều ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống là các bác sĩ sẽ kê giảm đau cho các cô chú anh chị. Còn nếu mà trường hợp chưa có đau lắm thì mọi người có thể là dùng vật lý trị liệu, có thể là dùng những phương pháp bài tập thể dục, hay là tiêm HA, tiêm PRP, huyết tương giàu tiểu cầu. Cái sai lầm thứ ba đó là tình trạng gọi là mọi người sai lầm khi cứ tưởng tượng đó là mọi người thay khớp là mọi người sẽ hết hoàn toàn. Thật ra đúng, thay khớp giống như thay một lốp xe, đi một lốp xe mới thì hết hoàn toàn. Nhưng mọi người nghĩ sao? Cơ thể của chúng ta là một cái cơ thể hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chúng ta thay khớp là đưa vật liệu bên ngoài vào, chúng ta phải cắt cái phần sụn này, đưa cái vật liệu kim loại vào, đưa cái vật liệu nhựa để chêm giữa hai vật liệu kim loại này. Tất nhiên là nó sẽ rất là hoàn hảo, rất là xịn rồi, nhưng mà dùng nó cũng có sự hạn sử dụng thôi. Nếu mà hoàn hảo nhất thì có thể 15 năm, 10 năm. Nhưng mà không có ai hoàn hảo như vậy đâu. Dùng lại có thể là người được có 5-7 năm thôi, nó đã lại hư hỏng cái khớp nhân tạo đó rồi. Thì không phải là phẫu thuật là chữa hoàn toàn đâu. Phẫu thuật đúng là nó sẽ cải thiện hoàn toàn trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nhưng mà khi đã bước qua cái giai đoạn mà nó hư hỏng cái đó thì cái việc thay nó cũng lại rất là khó chịu. Cái sai lầm thứ tư, đây là cái quan niệm của những người bị thoái hóa khớp mà cách đây khoảng 10-20 năm mà bây giờ vẫn còn cái thoái hóa khớp, đó là khi thoái hóa khớp nó có những cái gai xương. Mọi người đi vào trong bệnh viện để cắt cái gai xương đó đi, gọt cái gai xương đó đi. Và khi cắt cái gai xương và bấm cái gai xương đó đi thì mọi người sẽ đỡ cái gai xương nó cà vào nhau hơn, thì nó sẽ đỡ bị đau hơn. Đó là cái lý thuyết của mọi người. Nhưng mà theo thực tế đó là khi mọi người cắt hay là bấm hay là gọt cái gai xương đó đi thì nó hình thành trở lại nhanh, và thường nó hình thành to hơn, dài hơn, dài hơn, và nó lại gây ra tình trạng đau khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp nhiều hơn. Cái sai lầm thứ năm đó là mọi người sử dụng những cái thuốc gọi là gia truyền. Thì mọi người dùng thuốc đó để điều trị cái thoái hóa khớp và với mong muốn đó là nó cải thiện lại. Và thường cái quảng cáo thuốc nam nó hay lắm, chữa khỏi 100%. Còn có mà cái quảng cáo trên YouTube là thôi luôn. Nhà tôi ba đời bán thuốc viêm khớp trị 100% hiệu quả, 100% đảm bảo, 100%. Nói như vậy cô chú anh chị mua không? Mua liền. Mà sao? Uống vào thì sao? Thuốc thì nó phải tác dụng phụ, mà chắc chứ cái thuốc đó là thuốc đông y gia truyền, nó bỏ thêm cái thuốc tây vào, mà thuốc tây mà thuốc không rõ nguồn gốc kìa, cái thuốc cọt thì có ích kìa. Bỏ vào thì sao? Giảm viêm tốt, uống vào đỡ đau liền, đỡ lạo xạo liền. Về lâu về dài này, đau dạ dày này, suy thận này, hư khớp thêm này, nó giảm cái tình trạng đau thôi, nhưng mà cái khớp nó vẫn cứ bị mài mòn thì nó đau thêm, thì lợi bất cập hại. Sai lầm thứ sáu á,
Cái này thì không phải là lỗi của mọi người đâu, nhưng mà tất cả các bệnh đều như vậy luôn. Đó là mọi người nghĩ đó là đi tới điều trị một lần thôi, là bác sĩ cho đơn thuốc như vậy là về là được rồi, nó sẽ đỡ hoàn toàn và sau này không cần tái khám. Nhưng thực ra cái khớp hay là cái da hay là cái xương hay là tất cả những cơ quan trong cơ thể, khi nó qua thời gian nó đều bị thoái hóa hết là phải tái khám chứ. Chứ không phải là chúng ta tới điều trị một lần một đợt rồi mọi người nghĩ là dạy là hết rồi. Thì đúng là nó sẽ hết triệu chứng, nhưng mà thoái hóa khớp là nó không có hết hoàn toàn. Phải luôn luôn duy trì một cái chế độ điều trị thích hợp, à, một cái cách điều trị thích hợp và cái khoảng thời gian tái khám thích hợp. Cái ý thứ bảy này là cái ý hay nhất, đó là cái thoái hóa khớp thì phải tập thể dục thôi, à, tập các cái bài thể dục và tập các cái phương pháp vật lý trị liệu mà bác sĩ hướng dẫn, à, các cái vận động trị liệu mà bác sĩ hướng dẫn để làm cho cái khớp này nó mạnh mẽ hơn, đỡ thoái hóa hơn, chứ còn không phải cứ về bất động mà không tập thể dục đâu.